Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series Trading 101 của Coin68 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với bạn trong series này. Và đến với cái buổi thứ 2 của series Trading 101 này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái bước quan trọng nhất trong tất cả các bước khi giao dịch. Và theo mình đánh giá thì đây cũng là linh hồn của tất cả các giao dịch. Các bạn đã đoán ra nó là gì chưa? Chính xác, nó chính là kế hoạch giao dịch. Thì đối với các bạn mà mới bước vào future trading, hoặc là những cái bạn mà đã từng trade lâu rồi nhưng mà các bạn hay lờ nó đi, bỏ qua nó bởi vì cái cách mà bạn lập giao dịch, kế hoạch giao dịch nó chưa hiệu quả, hoặc là các bạn lười để xây dựng nó, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình xây dựng cái kế hoạch giao dịch của riêng mình. Thì các bạn là có thể tham khảo qua và xây dựng một cái kế hoạch riêng cho mình. Còn nếu như các bạn đã có một cái kế hoạch giao dịch của riêng mình rồi, các bạn có thể là giúp mình là like cái video, subscribe cái kênh và comment ngay bên dưới cái cách mà bạn xây dựng cái kế hoạch giao dịch của mình, được không? Ok, nào mình hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Ok, thì để mà mình xây dựng được một cái kế hoạch giao dịch hiệu quả thì theo quan điểm của mình nó bao gồm là 6 bước. Bước thứ nhất là xác định xu hướng, xác định xem là cái đồng của mình nó đang nằm ở xu hướng tăng, xu hướng giảm hay là đang sideways. Bước thứ hai là mình xác định những cái khu vực đảo chiều bằng cách là tìm ra những cái khu vực là kháng cự hỗ trợ hoặc là ngưỡng Fibonacci. Bước thứ ba là tìm những cái tín hiệu để vào lệnh, tìm ra những cái lý do mà tại sao mình phải làm vào cái lệnh này. Bước thứ tư là mình chọn những cái điểm take profit, stop loss phù hợp với cái entry mà mình đã vào. Bước thứ năm là cân đối vốn dựa trên những cái entry hoặc là stop loss của mình để tìm ra cái size của cái lệnh phù hợp nhất. Và bước thứ sáu là đặt lệnh và chốt lệnh. Thì 6 bước này đã được mình minh họa thông qua một cái bảng biểu bên đây, là xu hướng và ticker mình sẽ xác định trong bước thứ nhất. Bước thứ hai mình sẽ xác định những cái vùng giá để cho những cái bước tiếp theo. Ở bước thứ ba là mình sẽ có những cái lý do để vào lệnh thông qua cái việc những cái tín hiệu đó như là backtest thất bại, chạm đường giữa Kettner. Bước thứ tư mình sẽ xác định là entry, stop loss và take profit theo như cái kế hoạch của mình. Rồi bước thứ năm là dựa trên những cái entry với stop loss thì mình sẽ chọn một cái size phù hợp, bởi vì đối với từng lệnh á, thì mình sẽ có một cái mức chịu rủi ro khác nhau, cho nên là mình sẽ tìm cái size dựa trên entry stop loss. Thì không có cái bước này, nếu như các bạn có thể dùng để chọn cái đòn bẩy cho mình nữa. Rồi ok, bước thứ 6 là mình đặt lệnh và chốt lệnh, từ đó mình sẽ có cái kết quả cuối cùng là thực tế giá chốt lệnh thực tế là bao nhiêu. Rồi cuối cùng mình sẽ tính ra được là cái P&L của từng lệnh, là profit trên loss của từng lệnh. Rồi từ đây nhiều cái lệnh giao dịch như vậy thì mình sẽ cấu thành cái gì? Mình sẽ cấu thành một cái nhật ký giao dịch. Những cái P&L này mình sẽ thể tổng hợp lại là xem là trong quá khứ mình đã giao dịch những đồng nào mình giao dịch hiệu quả, những cái phương pháp này nào sẽ giúp mình giao dịch tốt hơn, mình cần cải thiện ở chỗ nào, thì tất tần tật nó sẽ thể hiện trong cái bảng này. Rồi ok, để biết rõ hơn thì mình sẽ bắt đầu với cái bước đầu tiên. Đến với cái bước đầu tiên á, là mình sẽ xác định xu hướng. Thì xác định xu hướng này mình sẽ tìm ra những cái xu hướng hiện tại là gì, đang là tăng hay là giảm hay là sideways, bằng cách là bằng những cái chỉ báo giống như là RSI, MACD, MA, EMA và rất là nhiều cái chỉ báo khác. Rồi từ đó mình xác định được là hiện tại là xu hướng thị trường đang tăng hay đang giảm. Đấy. Nếu mà tăng á, thì mình chỉ đánh long mà thôi. Nếu mà giảm á, thì mình chỉ đánh short mà thôi. Còn nếu mà sideways thì mình sẽ chờ và mình không vào lệnh. Thì tại sao mình lại chỉ đánh thuận xu hướng thôi? Bởi vì khi mà các bạn đánh thuận xu hướng á, bạn sẽ được 3 cái lợi sau đây. Thứ nhất là tỷ lệ thắng của bạn cao hơn, bởi vì bạn đánh thuận xu hướng. Thứ hai là với những cái khi bạn đánh thuận xu hướng thì bạn sẽ có những cái điểm stop loss nó ngắn hơn và những cái điểm TB nó dài hơn, từ đó cũng cải thiện cái chỉ số R&R reward trên risk của bạn. Thì đấy, và cái thứ ba là bạn sẽ có một cái tâm lý tốt hơn khi giao dịch, bởi vì khi mà các bạn đánh thuận xu hướng á, thì các bạn rất là tâm lý sẽ thoải mái hơn nhiều
khi mà các bạn đánh nghịch xu hướng thì các bạn phải trực chờ xem là khi nào mình nên chốt cái lệnh này. Và bởi vì xu hướng chính vẫn là xu hướng ngược lại thì các bạn đánh ngược mà, thì trực chờ xem là khi nào nên chốt và khi nào nên giữ, rất là mất thời gian và công sức nhưng mà không ăn được nhiều nữa. Cho nên mình chỉ đánh thuận xu hướng thôi nha. Rồi đến với cái bước thứ hai á, là các bạn cần phải là xác định những cái khu vực mà đảo chiều, những khu vực kháng cự hỗ trợ bằng Fibonacci, bằng những cái đường trendline hoặc là bằng những cái chỉ báo như là Bollinger Band, Kettner hoặc là MA hoặc là EMA các thứ. Từ những cái vùng này các bạn có thể tìm ra được những cái vị trí để vào lệnh và take profit, stop loss phù hợp cho những bước bên dưới. Rồi đến với cái bước thứ ba là tìm tín hiệu để vào lệnh. Thì ở đây á, mình sẽ không vào ngay mà mình sẽ đợi cho đến khi giá di chuyển đến cái khu vực đảo chiều mà mình xác định ở cái phần 2. Sau đó mình sẽ tìm những cái lý do để mình vào lệnh, như là ở đây mình có ghi là backtest thất bại, chạm đường giữa Kettner, rồi còn có những cái cụm nến đảo chiều, reaction phân kỳ của RSI, CCI, MACD, hoặc là khi mà nó breakout hoặc là retest những cái đường như là mô hình này, trendline này, hoặc là những cái đường kháng cự hỗ trợ đấy, thì khi đó mình có thể xác định được cái entry để vào lệnh tiếp theo. Ok, sau khi bạn đã tìm được cái entry ở bước 3 thì mình sẽ chuyển sang bước 4 là chọn điểm take profit và stop loss phù hợp. Về take profit và stop loss đó, thì các bạn có thể lấy những cái khu vực đảo chiều kháng cự hỗ trợ mình đã xác định ở bước 2 để chọn làm điểm take profit và stop loss. Còn phù hợp là gì? Thì khi mình nhắc tới phù hợp, ở đây mình có hai khái niệm. Thứ nhất là tỷ lệ thắng, là số lệnh thắng trên tổng số lệnh hiện có. Và thứ hai á, là tỷ lệ risk to reward, là số tiền bạn sẽ mất nếu bạn stop loss lệnh đó chia cho profit nếu bạn kiếm được, nếu bạn thắng lệnh đấy. Thì thường á, với cái tỷ lệ thắng, nếu như các bạn mà mới bước vào thị trường, các bạn chưa có cái lịch sử giao dịch cũng như là chưa có kinh nghiệm giao dịch đó, thì thường mình có tỷ lệ thắng là khoảng 50-50. Thì để mà có lợi nhuận về dài hạn với cái tỷ lệ thắng này á, thì các bạn thường mình nghĩ là nên chọn những cái kèo mà có tỷ lệ risk to reward á, là từ 1:2 cho tới 1:3 trở lên. Thì có nghĩa là khi bạn thắng một lệnh thì bạn có thể bù đắp cho nhiều lệnh stop loss khác. Thì như vậy về dài hạn thì bạn mới có thể kiếm được lợi nhuận từ cái thị trường này. Rồi thì đây mình cũng muốn nhắc luôn một cái nữa là vấn đề thứ hai đó là khi mà giao dịch thì bạn luôn luôn cần phải có stop loss. Bởi vì khi mà bạn trading thì nó mang tính chất thống kê, như mình nói là cái tỷ lệ thắng không bao giờ có ai mà có một cái tỷ lệ thắng là 100% cả. Thì bây giờ nếu bạn có tỷ lệ thắng 100% thì đến tháng sau thì có thể là bạn thua lại 5-30% hay là chỉ là 100%, thì nó cũng cân đối là từ từ và không bao giờ bạn đạt được cái mốc mà 100% cả. Thì trading thì nó có thắng có thua, có đúng thì có sai, nhưng mà nếu mà các bạn sẽ sai á, thì các bạn phải chấp nhận cái sai của mình, mà chấp nhận bằng cách stop loss nó, ghi nhận cái sai đó để mà sau này các bạn có thể học hỏi thêm. Thì đặt stop loss cũng vậy, bạn đặt stop loss tại đâu, đặt stop loss tại những vùng mà khi nó những mà khi những cái lý do mà bạn tìm được ở cái phần 3 nó không còn đúng nữa thì khi đó là bạn stop loss nó. Rồi quay lại cái vấn đề là stop loss đó, thì nếu mà các bạn không chấp nhận cái sai á, bạn không stop loss đó, thì dẫn tới việc là bạn sai nhiều hơn, bạn lỗ nhiều hơn. Đến khi đó rồi bắt đầu bạn sẽ bản thân mình sẽ không cảm thấy được mình sáng suốt nữa. Thì cái những quyết định lúc mình mà đưa ra, lúc mà mình lỗ nhiều rồi á, thì nó không còn chính xác nữa. Ví dụ như hay gì bạn lỗ một lệnh là $5 hay $10 đi, bạn lời một lệnh là khoảng 20-30 đô, nhưng mà bây giờ các bạn không đặt stop loss, mức lỗ của bạn lên tới 50-100 đô, các bạn không cắt, các bạn gồng lên được 100-200 đô, thì đến lúc đó bao nhiêu lệnh lãi của bạn mới có thể gồng lại được cái phần lỗ đấy. Thì ở đây á, mình có một cái bảng, giả sử như với mức vốn là 100%, bạn lỗ 10% thôi thì bạn còn lại 90%, thì số phần trăm bạn phải kiếm được lại để mà quay trở lại cái mức hòa vốn này á, là 11.1%. Là cái này, cái mức kiếm lại này nó đã nhiều hơn cái mức mà bạn lỗ rồi. Thì mà khi mà bạn lỗ đến mức mà 20-30% á, thì cái mốc này nó lại từ 25-42%.
Thì nếu mà các bạn lỗ dưới mốc 30% thì mình nghĩ là các bạn vẫn có thể là có một cái tâm lý nhẹ nhàng để mà có thể vực dậy. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng nha, các bạn lỗ 50% tài khoản thì sao? Một khi mà bạn đã lỗ 50% tài khoản á, thì rất là khó để các bạn có thể quay lại. Tại vì khi lỗ 50% tài khoản á, thì bạn phải lãi 100% từ 50% đó thì bạn mới đạt được quay trở về cái mức vốn gốc từ ban đầu. Lúc đó là gì? Cái áp lực càng ngày càng đặt nặng lên vai bạn, và những cái quyết định của bạn nó sẽ không sáng suốt. Đồng thời bạn cũng phải đưa ra mà phải đặt những cái lệnh với những cái volume lớn hơn để gỡ lại. Nhưng mà cái việc mà bạn đặt volume lớn hơn đó, thì nó lại sai một lần nữa rồi. Cho nên hãy cố gắng đặt một cái lệnh với cái size vừa phải thôi. Và thứ hai nữa là hãy stop loss đúng lúc. Ok. Thì như các bạn có bao giờ mà nghĩ tới việc mà khi nào bạn lỗ nhiều nhất không? Có bao giờ trả lời câu hỏi là khi nào các bạn lỗ nhiều nhất không? Đó không phải là những lúc mà bạn sợ, đúng không? Cũng không phải là những lúc bạn bình tĩnh, đúng không? Những lúc mà bạn lỗ nhiều nhất á, là khi mà bạn tự tin vào bản thân mình nhất, bạn tự tin vào cái kèo của mình nhất. Thì các bạn là gần như là hay là dời stop loss này, bỏ stop loss này, đặt lệnh với size lớn này. Đây có phải những dấu hiệu của những lúc bạn tự tin nhất không? Thì khi mà bạn tự tin nhất á, mà bạn sai á, mà bạn không chấp nhận mình sai, thì là những lúc đó là bạn sẽ lỗ nhiều nhất. Đấy, lỗ lỗ rất là nhiều hơn so với bình thường. Chính vì vậy chính bản thân các bạn luôn luôn nha, luôn luôn nhớ đặt stop loss và đặt stop loss. Ok. Rồi, đến cái bước sau khi mà bạn đã chọn cái điểm xác rồi, phía và stop loss phù hợp ở bước 4 rồi, thì các bạn chuyển sang bước thứ 5 là bước cân đối vốn. Thì ở đây á, đa số các bạn sẽ không có bước này. Các bạn thường sẽ vào cái size lệnh á, theo theo cảm tính hoặc là theo cái mức lợi nhuận mà các bạn mong muốn, đúng không? Nhưng mà theo quan điểm của mình thì mình sẽ không làm như vậy. Ở đây cân đối vốn của mình á, là mình sẽ làm như vậy. Giả sử như nếu tài khoản mình có 100 đô đi, thì mình sẽ cố gắng chia tài khoản của mình ra thành 20 lệnh. Mỗi lệnh là có cái size là 5 đô. Thì để làm sao cho mỗi lần mà mình thua mình chỉ mất 5 đô thôi, thì mình có 20 cơ hội để giao dịch như vậy. Thì khả năng là khi mình thua 1 giây á, thì mình vẫn có cơ hội mình gỡ lại, chứ không phải là mình chia tài khoản mình thành một hai lệnh rồi xong mình vào một một hai phát, mình nếu mà mình lỡ mình stop loss ngay những lệnh đấy á, là mình mất hết. Không phải như vậy. Thì luôn luôn như vậy, mình lúc nào cũng đặt tài khoản mình vào một cái size mức an toàn. Thì ở đây cái size này được tính như thế nào? Giả sử như bây giờ mình sử dụng cái sàn FTX đi, thì sàn FTX nó có một cái tính năng rất là hay, đó là một cái máy tính. Đây các bạn có thể tìm thấy cái máy tính ở đây. Máy tính ở đây các bạn có thể tính được là ra vào như thế nào. Ở đây mình sử dụng là lệnh limit với cái mức entry là 1.939 đi. Đây mình dán vô 939 rồi. Take profit của mình là 1.649 và stop loss của mình là 2.047. Rồi, ở đây cái amount là cái size mình vào á bao nhiêu nó không quan trọng. À đúng rồi, mình ở đây mình nhầm nha, ở đây là sale nha. Rồi ok, cái size của mình vào á mình không tính theo cái profit. Nếu mình bấm như vậy đúng không? Nếu như mình vào 100 SFP á, nếu mà mình stop loss á, thì mình sẽ lỗ 10.8 đô và mình lãi 30 đô, đúng không? Tỷ lệ risk and reward là 2.69. Risk and reward như nãy mình vừa tính là 2.69, thì xem ra là nó cũng ok, cũng tạm tạm ok, chấp nhận được. Nhưng mà mình đã hứa với bản thân mình á, là mình chỉ lỗ mỗi lệnh tối đa là 5 đô thôi. Thì ở đây 100 đúng không, là lỗ 10 đô, cho nên mình sẽ giảm còn sai lệnh này còn 50 đô, 50 SDP thôi. Thì khi mà mình stop loss lệnh này mình chỉ lỗ có 5.4 đô thôi và mình lãi 14.5 đô. Ở đây mình không quan tâm số này, mình chỉ quan tâm là khi mình lỗ bao nhiêu và risk and reward của mình lớn hơn 1. Rồi ok, là ok rồi, xong đó mình đặt lệnh luôn. Mình tính xong mình đặt lệnh luôn, vô cùng dễ dàng đúng không?
thì các bạn có thể sử dụng sàn FTX để có thể ra vào lệnh một cách dễ dàng, mà ngay cả trên điện thoại nó cũng có một cái giao diện y chang như vậy, tính vô cùng dễ dàng. Quay trở lại với cái bước số 6 là đặt lệnh và chốt lệnh, thì như mình vừa làm đây luôn, mình đặt lệnh và mình chốt lệnh luôn. Thì khi mà giá nó tới cái vùng giá đó thì giá nó sẽ tự chốt. Còn nếu như mà trong quá trình mình phân tích, mình cảm thấy là giá nó đi tới đây thì nó sẽ quay đầu, cho nên là mình sẽ chốt sớm hơn. Thì các bạn, khi mà các bạn chốt sớm hơn hay là các bạn stop loss sớm hơn á, hãy giúp mình nhớ lại cái lý do. Cái lý do vào lệnh của mình là backtest thất bại, chạm đường giữa Ketner. Thì mình stop loss khi nào? Mình stop loss khi nó backtest thành công, là nghĩa là nó quay trở lại, nó phá vùng đó một lần nữa, hoặc là nó phá ngược lên cái vùng khi mà mình chạm đường giữa Ketner, nó phá lên luôn, thì lúc đó mình stop loss. Đấy, hãy nhớ giúp mình, khi mà các bạn đóng lệnh sớm á, các bạn hãy nhớ là cái lý do mình vào lệnh là gì, thì cái lý do đó có sai chưa, nếu sai thì stop loss. Ok, thì với cái sai là sell 50 á, thì mình có mức lãi là 14.5 khi mà chốt tại 1.649. Ok, thì thông qua 6 cái bước này thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể là xây dựng cho mình một cái kế hoạch giao dịch rồi đấy. Nhưng mà mình muốn ví dụ, mang đến bạn một cái ví dụ để các bạn có thể áp dụng nó một cách hiệu quả hơn. Thì ở đây mình có một cái lệnh short SVP. Thì cái lệnh này là cái lệnh mà sau khi mình short xong thì mình đã take profit 1 rồi. Lệnh này mình đã có chia sẻ với những cái anh em ở trên nhóm 68 Trading. Mình sẽ để cái hình ngay bên đây. Mình chia sẻ nó vào ngày 10 tháng 7. Và đến ngày 16 tháng 7 là trong vòng 6 ngày mình đã TP1 cái đồng SVP này. Thì mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì mình và các bạn sẽ cùng nhau phân tích nha. Thì trước tiên á, bước đầu tiên của mình là bước xác định xu hướng. Mình giao dịch ở khung 4 giờ cho nên mình sẽ bật ra một cái khung lớn hơn là khung ngày để mình xác định cái xu hướng của nó. Thì như các bạn thấy nha, về dài hạn kể từ tháng 5 cho đến thời điểm mà hiện tại á, là lúc nãy SVP á, nó cũng nằm ở dưới cái đường Ketner. Đấy, nằm ở dưới đường Ketner. Và có nhiều lần nó đã cố gắng phá qua đường Ketner này. Tuy nhiên nó chưa bao giờ nó đóng nến ở cái phần trên của cái đường Ketner này cả. Ở đây không có nè, ở đây không có nè. Cho nên mình xác định là đường nó đang trong xu hướng giảm và được xác định bởi đường Ketner. Rồi, về cái vấn đề là đường Ketner là gì, sử dụng cái đường Ketner ra sao để xác định xu hướng và ra vào lệnh, mình có làm một cái bài viết. Mình sẽ để link ngay bên dưới, các bạn có thể xem qua, hoặc là nếu như các bạn chưa hiểu, các bạn có thể liên hệ mình để trao đổi thêm về cái đường Ketner này. Đấy, thì sau khi mình đã xác định được cái xu hướng là xu hướng giảm rồi, đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ xác định cái khu vực đảo chiều kháng cự hỗ trợ bằng ngưỡng Fibo. Ở đây á, giá tại ngày 10 tháng 7 là loanh quanh khu vực này. Các bạn có thể thấy là mình bật khung nhỏ hơn để có thể dễ quan sát nha. Đấy, thì sau khi mà nó sideways một cái đoạn trong tạo thành một cái nêm tăng dần, thì nó đã phá xuống cái nêm này. Đấy, nó phá xuống cái nêm này và nó quay lại, nó backtest. Đấy, nó backtest và nó backtest đó, nhưng mà nó vẫn nằm ở dưới cái đường giữa của cái đường Ketner là đường EMA20. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nó bắt đầu nó chuyển sang xu hướng giảm rồi. Nếu như ở đây nó đang trong giai đoạn là sideways, ở đây nó vẫn là sideways, nhưng mà sau khi mà nó backtest ở đây thất bại thì mình biết được là nó đã chuyển sang xu hướng giảm rồi. Cho nên khi mà giá nó tụt xuống thì mình sẽ tìm những cái khoảng thời gian mà nó quay lại, nó chạm cái đường Ketner một lần nữa, là khu vực này nè, ở đây nè, thì mình sẽ short. Đấy, thì sau khi mình tìm á, mình sẽ tìm được cái khu vực là 1.939, là khu vực mà ok mình có thể short. Về những khu vực kháng cự hỗ trợ thì ở đây á, chúng ta có một cái kháng cự này 2.005, đáng lẽ là mình sẽ đặt stop loss ở đây. Nhưng mà tuy nhiên là thời điểm hiện tại á, là thị trường nó giao dịch rất là bất biến, và mình rất là dễ gặp phải những cái cây râu rất là dài, hoặc là những cái lần mà quét stop loss cái thứ, cho nên mình đặt một cái stop loss xa hơn. Cũng như là cái stop loss này nó cũng bảo đảm cho mình đó là nó sẽ thật sự là bắt lại cái xu hướng tăng luôn. Đấy, mình sẽ không phải bị FOMO khi mà nó stop loss và nó quay lại. Đấy, mình chắc chắn như vậy. Rồi, thì sau khi mình đặt lệnh đây á, rồi mình sẽ tìm cái điểm take profit. Thì như các bạn thấy nha, nhìn về dài hạn một chút xíu thì các bạn có thể thấy là ở đây nè, đoạn này là nó có là nhiều cái râu, cho nên mình đánh giá ở đây nó là một cái vùng kháng cự. Rồi cái vùng thứ hai là cái đoạn của cái râu này nữa. Rồi đó là cái mình nhìn nến thôi. Rồi giờ mình thử dùng Fibo để mình đo thử nha.
Ở đây á, khi mà mình có thấy là ở đây có một cái mô hình là cái mô hình là rising wedge mà nó break cao rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng cái Fibonacci extension để mình đo cái rising wedge này như thế nào. Mình đo chạm ở đây và ở đây. Đấy thì nó vô tình cái Fibo là 0.786 nó lại chung với cái đoạn kháng cự này mình đã vẽ ra trước đó. Ấy cái đoạn hỗ trợ này mình đã vẽ ra trước đó, cho nên mình sẽ ok mình đánh dấu chỗ này là có thể là TB thứ hai của mình. Rồi. Ok, về cái khung thời gian nhỏ hơn á thì ở cái đoạn mà breakout này thì nó vô tình nó tạo thành một cái đoạn hiệu chỉnh mà mình cũng có thể sử dụng cái Fibonacci extension một lần nữa. Chạm ở đây. Chạm ở đây. Rồi. À thì các bạn thấy có thấy gì đặc biệt không? Là chỗ mà TB1 của mình 1.649 này thì nó cũng nằm ngay chỗ là 1.635 luôn. Cho nên đây nó cũng đúng là cái chỗ mà giá nó quay đầu ngược lại này. Cho nên mình chọn cái vùng này là vùng TB1. Đấy, gọi cho anh em hiểu hơn về cách ra vào lệnh của mình. Rồi từ đó mình sẽ điền vào em đây là giảm nè, xu hướng giảm nè, short SDP nè. Lý do là backtest cái đường cái mô hình là rising wedge thất bại. Rồi chạm đường giữa Gettner, cho nên mình đã short với stop loss take profit này. Và sau khi giá chạy chạm entry của mình và chạm TB1 của mình thì mình đã chốt cái lệnh này. Đây mình chốt thực tế là mình ghi vô đây luôn. Với cái size là 50, cái size này mình đã hướng dẫn các bạn tính dựa trên là số số tiền mà mình bỏ ra. Đấy thì mình đã tính thông qua cái FTX thì mình đã tìm được cái VNL của mình là 40 14.5. Đấy. Đó là cách mà mình áp dụng cái đường Gettner để xác định xu hướng và ra vào lệnh. Thì các bạn có thể giống như mình là đọc vào cái bài viết và áp dụng nó ngay vào luôn. Đấy, thì nếu như trong quá trình mà các bạn áp dụng mà có thể có vấn đề gì thì có thể là nhắn tin riêng với mình để mình có, hoặc là nhắn ngay trên nhóm 68 Trading thì mình sẽ và các bạn sẽ cùng nhau trao đổi tìm ra được cái hướng đi tốt nhất. Rồi, ok. Rồi, thông qua 6 bước bên trên cũng như là cái ví dụ cuối cùng, mình hy vọng rằng là các bạn có thể xây dựng cho các bạn một cái kế hoạch giao dịch, một cái nhật ký giao dịch của riêng mình. Thì những cái dữ liệu mà bạn điền vào cái nhật ký giao dịch này trong dài hạn sẽ giúp các bạn tìm ra được cặp giao dịch phù hợp nhất đối với các bạn, phương pháp giao dịch, cách thức giao dịch mà mang lại lợi nhuận cho các bạn nhiều nhất với tỷ lệ thắng cao nhất. Đấy, thì từ đó sẽ giúp các bạn là cải thiện cái kết quả giao dịch của mình trong dài hạn. Tin mình đi, bạn có hãy xây dựng cái kế hoạch giao dịch của mình ngay lập tức và các bạn sẽ nhanh chóng là tìm thấy được cái hiệu quả của nó ngay chỉ trong 1 hoặc là 2 tháng đầu tiên mà thôi. Thì nếu các bạn có vấn đề gì cần thắc mắc hoặc là trao đổi với mình trong quá trình mà xây dựng cái kế hoạch giao dịch này, các bạn có thể tìm đến mình thông qua hai kênh của 68 Trading, mình sẽ để link ngay bên dưới. Còn nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn. Mình là Tính, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp Trading 101 tại Coin68 TV.